Hai bữa nay lúc 5 giờ 10 phút, 5 giờ 10 phút sáng ngày 13 tháng 8. Hôm qua ngày 12 tháng 8 tôi hái hết ráo cái vàng này rồi, là tổng cộng là 6 kg. 6 kg ở vườn cái vàng này trồng mùa này được 28 kg, 28 kg. Có qua này trái cuối cùng, giống cuối cùng, trái làm giống cuối cùng, còn nhiêu và đèo không à, nhỏ nhỏ không à. Chúc các bạn ngày mới nha, ngày mới là ngày 13 tháng 8, 13 tây tháng 8 2021, dồi dào sức khỏe các bạn, để có sức khỏe chống con Covid. Chào các bạn nha.